Liên quan đến tình hình sạt lở công tác bảo vệ đê bao trên địa bàn tỉnh trong mùa mưa bão, sáng nay Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Lâm cùng các sở ban ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân quyền Thủ Thừa có buổi khảo sát tình trạng sạt lở tuyến đê bao sông Vàm Cỏ Tây tại xã Mỹ Thạnh, quyền Thủ Thừa. Theo đó, đoàn ghi nhận đoạn sạt lở có chiều dài 460 m trong đó làm hỏng sân bê tông và sụp lún nền nhà của hai hộ dân với độ sâu từ 0,3 đến 0,5 m xuất hiện vết nước rộng từ 10 đến 15 cm, ước kinh phí thiệt hại 200 triệu đồng. Hiện nay đang có nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở nếu không được xử lý kịp thời. Nguyên nhân xảy ra sạt lở do đoạn đê nằm trong đoạn sông công lõm. Ngoài ra, lượng tàu thuyền tải trọng lớn lưu thông qua lại nhiều, kết hợp với dòng nước chảy xiết làm cho đất dưới mái sông bị sói mòn cuốn trôi. Qua khảo sát, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Lâm đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Thủ Thừa có kế hoạch tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh để có chỉ đạo ban bố tình trạng khẩn cấp kèm theo đó là dự toán kinh phí khắc phục tình trạng sạt lở, tập trung gia cố bờ đê đảm bảo an toàn cho người dân trong khu vực. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân quyện cần tiếp tục quan tâm cảnh báo người dân về tình trạng sạt lở, khuyến cáo không sinh sống trong vùng sạt lở, nhất là vào ban đêm.